Bài số 6 ở trang 82. Ai xung phong à? À, các bạn Hiếu xung phong. Mời Hiếu. Cation R cộng có cấu hình hãy trông 26 R là cái này thì quá là cơ đơn giản rồi, hôm qua thầy đã dạy rồi đúng không? Bài số 6 trang 82 nhá. Bài 6 trang 82. R cộng có cấu hình là 2P6 thì suy ra R phải là gì? Có cấu hình là gì? 3P6 và gì nữa? 3S1. Đấy, R có cấu hình là phải hơn so với R cộng 1E. R cộng là 2P6 thì R phải hơn so với R cộng 1E, tức là thêm ở ngoài là 3S1. 3S1 mà cái bên trong này sẽ là 1S2, 2S2, rồi 2P6, 3S1. Đếm vào này xem bao nhiêu E tất cả nhỉ? 10, 11E. 11E thì Z bằng 11 nhân đôi thì ra cái gì nhỉ? 22 thì gần nhất đó là 23. Nó là gì? Rari đúng rồi. Đấy, hôm qua này dạy rồi đúng không? Vậy em sẽ chọn đáp án đáp B. Là tốt. Đáp án B. Ở nhà ai làm cái này à? Rồi. Tốt. Bây giờ đến câu số 7. Bài 7. Trang 82. Em cứ ngồi đấy em nghe chứ không thể ra ngoài đâu. Có thể mở ra. Bài 7 trang 82. Hòa tan 1,14 gram kim loại hóa trị 2 đấy, trong 150 ml dung dịch H24.5M. Kim loại hóa trị 2 thầy gọi là M đi, cộng với 100 đấy, hóa trị 2 nhá. Cộng với 150 đấy, ml H2SO4 đấy, 0,5M. Để trung hòa lượng axit dư thu được phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH. Axit dư. Đấy, cộng với 30 ml NaOH. 0,1M. Để tìm kim loại. Tìm M. Đấy. Bài này ai làm ở nhà rồi? Dương, Diệu Linh, Thành nữa, Tốt Thu, Lần nữa, ok. Đây là ai trung phong nào? Ai trung phong? Mời Diệu Linh nào. Ok, viết phương trình. Phương trình như nào đây? Rồi, M cộng với H2SO4 tạo thành. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt. Cân bằng nào. Đây nữa, nước nữa. Ok, tìm ra mol nào H là bao nhiêu? 0,075. Mol nào H không à? Mol nào H là bao nhiêu? 0,0. Vậy suy ra mol của H24 dư. Không phải 0,15 đúng không? Thế mà tổng số mol của H24 là bao nhiêu? Đúng rồi, cả cái này là 0,015 này. Vậy thì cái trên sẽ là bao nhiêu? 0,06. Vậy suy ra số mol của M 0,06. Khối lượng của nó 1,44 gram. Đấy, 1,44 gram. Rồi,
Thế từ đó suy ra mà lớn. Rồi. 24. Đúng rồi, rất tốt. Đấy, bài này đơn giản đúng không? Bài quá đơn giản. Tuy nhiên là làm viết phương trình này nó hơi lâu. Có cách nào làm nhanh hơn không? Chúng ta làm nhanh. Làm nhanh hơn một chút. M cộng H cộng. Đấy. Viết phương trình y ông thành MN2 cộng. M2 cộng cộng H2. OH trừ cộng H cộng. Ra HDO. Thực ra này nó cũng vẫn viết phương trình thôi. Đấy. Đây là 0,03. Đây là 0,03. H cộng. H cộng là 0,075 nhân với 2 là 0,15. 0,15 trừ đi 0,03 là 0,12. 0,12 nhân 1 chia 2 ra 0,06. Xong thì cũng lấy 1,14 chia 0,06 thì cũng sẽ ra được. Để suy ra M cũng là 1,44 chia 0,06 thì cũng ra 24. Để viết phương trình y ông thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Lý do là mình không phải viết nhiều chữ đúng không? Đấy. Tức là chúng ta chỉ viết với H cộng thôi. Nhanh hơn một xíu bởi vì là nó không phải viết nhiều chữ. Tức là cách làm thực ra nó bản chất giống nhau thôi. Rồi, thì cộng điểm nha. Mỗi bài thu cộng 1, dương cộng 1, linh cộng 1. Đây thầy cộng bài trước. Thành cộng 1, hiếu cộng 2, lân cộng 1. Đấy là bài trước. Bây giờ bài 6, bài 7. Bài 7 là thu 1, dương 1, linh 2. Thành 1, hiếu 1, lân 1. Bây giờ đến bài 8. Hoàn toàn 14 là 15,4 gam hỗn hợp magie và ZN trong HCl dư thấy có 0,6 gam khí bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dịch là. Câu này thì quá dễ thôi đúng không? Cấp 2, chính xác là bài này là bài cấp 2. Đấy, các em nó lớp 8 bây giờ học đã làm bài này ngon rồi. Thầy dạy mấy bạn làm bài ngon rồi. Thế nhưng mà thầy muốn các em trình cao hơn. Đấy, tức là làm nhanh hơn. Chứ còn làm bình thường thì dễ rồi đúng không? Bài 8 thì các em viết hai phương trình. Sau đó thì các em đặt ẩn xy trong giải hệ. Đúng chưa? Sau đó thì các em tính cùng từng khối lượng muối một xong các em cộng vào. Đấy, đây là cách làm thông thường như thế. Đấy, cách một làm là thông thường thì thầy không nói nữa. Nào, cách 2. Cách 2 làm nhanh. Ai làm nhanh? Ai có cách 2 làm nhanh giơ tay à? Cách 2 làm nhanh thì các em dùng cái bài dương. Bỏ đàn E thì không nhanh. Vẫn chưa nhanh. Ta dùng bảo toàn khối lượng. Toàn khối lượng nhanh hơn. M axit cộng M kim loại bằng muối cộng MH2 đúng rồi. Rồi, thế M axit chính là 98 nhân với HCl là 35,5 36,5 nhân với mol của muối mol của axit. Mol của axit bằng 2 lần mol hydro. Đấy. Bằng 2 mol hydro. Thế M của kim loại cho rồi 15,4. M muối thì đang cần tính. Còn M hydro là 0,6. Thế mol hydro bằng 0,6 chia 2. Đấy. Bấm số này ra là xong. Lấy này cộng này trừ lấy cái này.
một lần khối lượng. Thế các biết vì sao là mol của axit thì bằng 2 lần mol hydro không? Bài toán tổng thể bộ phận ấy mà. H2 thì suy ra số mol của H thì bằng 2 lần số mol H2, mà số mol của HCl đúng bằng số mol của H. Đấy, và toàn H. Đấy, làm nhanh như thế, các em tìm ra xem cái mầm mối là bao nhiêu. 36,7. Có đáp án không? Ừ, là. Thế các em ở nhà các em làm có đúng này không? Ý nói là kết quả ấy. À, ở nhà ai làm bài này rồi, kết quả đúng như này là giơ tay rồi. Ờ, để cộng điểm. Thế nhưng chúng ta còn một cách nữa. Cách thứ ba. Cách thứ ba là các em mờ muối thì bằng m kim loại cộng m gốc axit. M kim loại cộng m gốc axit. Muối thì gồm hai phần mà, đó là kim loại cộng gốc axit. Đó. Mà kim loại thì các em biết rồi. Là bao nhiêu? 15,4. Cộng gốc axit, gốc axit đây chính là gốc gì? Chính là gốc Cl. À, vậy thì bằng 35,5 nhân với m của Cl, n của Cl, NCl trừ, mà NCl thì đúng bằng n của gì? Bằng n của HCl, và đúng là bằng n của hai, n của hai lần H2 đúng không? Đấy, cái này bằng 2 số mol của H2. Đấy, tức là cũng bằng 0,6 chia cho 2. Đấy. Đấy, các em thay số vào. Cái này là bằng 0,6 trên 2. Vậy tức là cái này em thay vào sẽ bằng 15,4 cộng 35,5 nhân với lại 2 nhân với lại 36 ở trên 0,6 trên 2. Thế ra. Bấm thử xem ra bao nhiêu. Bấm thử đi, ngồi chơi hết à. À. Bấm đi xem nào. Thế có hiểu không? Thành có hiểu vì sao là NHCl bằng 2 lần N của H2 không? Hiểu chưa? Rồi, các em hiểu cái này chưa? Cũng bằng gì? 36,7 gam. Cái này còn nhanh hơn cả cách trên. Đúng không? Đấy. Đối với những bài mà tính tổng khối lượng muối thì ta sẽ sử dụng cái phương pháp này là nhanh nhất. Mở muối và mở kim loại cộng mở gốc. Bài số 9. Cho 12,8 gam kim loại A hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn với khí clo thu được muối B. Đấy. Hòa tan B vào nước để tạo được 400 ml dịch C. Nhúng tay sắt nặng 11,2 gam vào dịch C. Sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12 gam. Nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25 mol, xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dịch C. Câu này cũng là một câu tương đối. Bài 9. 12,8 gam. 12,8 gam A hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn với khí clo cộng với Cl2 thu được muối B. Hòa tan hoàn toàn B vào 400 ml nước cộng 400 ml H2O được dung dịch C. Nhúng thanh sắt cộng với Fe là 11,2 gam vào dung dịch C. Sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12 gam. Đấy, thu được dung dịch. Trong đó nồng độ FeCl2 là 0,25 m.
Điều thứ hai chúng ta thu được đó là M của thanh sắt lúc này là 12 gram. Đấy. Bây giờ chúng ta yêu cầu là xác định tìm A. Thứ hai là tính nồng độ mol của muối B, CM của B. Đấy. Những cái bài đã giải dài này các em cứ tóm tắt đầy nó ra thì nó sẽ nhìn nó sẽ rõ các em ạ. Đề nó rất là dài, mình tóm tắt thành sơ đồ rất là ngắn này thôi. Các em sẽ nhìn rất là rõ. Ai làm được bài này ở nhà rồi? Đây. Đấy. Ai chưa suy nghĩ bài này ở nhà? Giơ tay. Thế ai đã suy nghĩ bài này ở nhà rồi mà chưa làm được? Giơ tay. Chưa suy nghĩ thì ok, thầy cũng nói. Bây giờ ai đã suy nghĩ ở nhà rồi mà chưa làm được? Nó Dương hả? Hiếu nữa hả? Lần nữa. À, tất cả các em đều suy nghĩ rồi nhưng mà chưa làm được. Rồi thế thì nó phải chưa làm được, nó phải có vướng mắc ở đâu. Đấy. Thế Dương em thấy vướng mắc ở đâu? À ok, em không hiểu vì sao mà sắt tăng lên thế thôi chả làm nữa. Đúng không? Thế còn Diệu Linh em thấy vướng mắc ở đâu? Cho sắt vào dung dịch C em không hiểu phản ứng thế nào hả? Không nó không biết là nó phản ứng kiểu gì đúng không? Rồi, Thu em thấy vướng ở đâu? Không hiểu đề đúng không? Ok. Đấy, đây là lý do vì sao mà các em phải học. Đấy. Bài tập sách khoa ấy, thỉnh thoảng nó có những bài nó tương đương đề thi đại học, thỉnh thoảng. Bây giờ thầy hướng dẫn nha. Trước hết là thầy sẽ nói vì sao mà khối lượng thanh sắt nó lại tăng. Khối lượng thanh sắt lại tăng. Thầy giải đáp. Bây giờ các em tưởng tượng là chúng ta có một cái cốc như này. Cốc này đựng dung dịch CuCl2. Bây giờ thầy nhúng vào đây một thanh sắt Fe. Thì các em thấy hiện tượng xảy ra là gì? Cái phương trình đã. À, mời Dương nào, phương trình của em là gì? Fe cộng CuCl2 tạo thành. Đúng rồi. Cộng với Cu. Thế cái Cu này là chất tan hay là chất kết tủa nhỉ? Ờ đúng rồi, Cu là kim loại chất kết tủa nó có lắng đáy không? Nó có lắng đáy không? Không, nó không lắng đáy mà nó bám trực tiếp vào đây luôn. Em tưởng tượng là Cu2+ này, trong dung dịch này là có Cu2+, Cu2+ nó bám vào, nó tấn công vào thanh sắt, nó tấn công vào thanh sắt. Sau đó thì nó lấy E của thanh sắt và nó sẽ chuyển thành Cu kim loại. Sau đó thì Cu kim loại nó sẽ bám luôn vào gì? Vào thành thanh sắt. Hiểu chưa? Bám luôn vào thanh sắt chứ nó không lắng đáy đâu. Thế những phản ứng nào mà kết tủa lắng đáy? Đó là những cái phản ứng tạo ra chất kết tủa, ví dụ như là BaSO4 chẳng hạn. Ví dụ như là CaCO3 chẳng hạn. Thì đó những cái tủa lắng đáy. Thế còn đã tạo ra kim loại nhá, thì kim loại không bao giờ nó lắng đáy được. Bao giờ nó bám vào một cái thanh kim loại khác. Ra kim loại thì cái kim loại này nó phải bám vào kim loại khác, một thanh kim loại. Đấy. Thế còn nếu như chúng ta cho sắt ở dạng bột, cho sắt ở dạng bột thì đồng nó cũng sinh ra, nó bám vào trên cái hạt sắt. Đấy, bao giờ cũng thế, nếu mà sắt ở dạng bột thì có cái hạt sắt này thì đồng nó sẽ bám vào xung quanh này. Hiểu chưa? Đấy. Thầy sẽ cho các em xem một cái thí nghiệm. Cho các em xem cái thí nghiệm sắt bám vào trên thanh đồng.
Đây, bây giờ các em sẽ xem cái thí nghiệm để các em sẽ hiểu hơn. Đấy. Nói thì nó trăm nghe không bằng một thấy. Là các em xem nhé. Đầu tiên thầy cho các em xem thí nghiệm sắt tác dụng với CuBr4 trước. Đây là chúng ta có dung dịch đồng đồng hai sunfat. Đồng hai sunfat thì có màu gì các em nhỉ? À, màu xanh nhạt. Sau đó thì người ta thả một cái đinh sắt, đinh sắt. À, người ta đã phải làm sạch cái bề mặt nó bằng cách tới dưới giáp và ánh sạch đi. Đấy, sau đó thì các em xem hiện tượng. Em thấy nó có xuất hiện màu gì nhỉ? Là màu đỏ đúng không? Màu đỏ chính là màu của gì? Của đồng, đúng rồi, đồng bám vào. Em thấy cái đinh sắt nó sẽ to ra. Đấy, bởi vì có đồng nó bám vào. Phản ứng này nó rất là chậm. Đấy, xong một thời gian. Đây, các em thấy sau một thời gian thì cái màu xanh có còn không? À, màu xanh nó hết, nó chứng tỏ là đồng nó phản ứng hết đấy. Thế cái đinh sắt bây giờ nào nhỉ? Đinh sắt bây giờ nó có một cái lớp màu đỏ bám vào đấy, chính là gì? Chính là đồng đấy. Rồi. Bây giờ các em xem phản ứng của CuCl2 nhá, tương tự như thế. Đấy. CuCl2 màu xanh của nó là nó đậm hơn cái CuBr4 một chút. Đấy, người ta cũng cho một đinh sắt vào. Đây rất là nhanh đúng không? Nó nhấc rất là nhanh thì có hiện tượng là có một cái lớp gì đây? À, cái lớp đồng bám vào. Đây. Em nhìn thấy cái lớp đồng này là nó mỏng thôi bởi vì nó nhúng rất là nhanh. Đấy, thì nó có lớp mỏng, tức là sau khi đồng nó sinh ra nó sẽ bám vào thanh sắt chứ nó có tan, nó có rơi xuống đáy không? À, không, đấy. Qua cái hai thí nghiệm đấy thì các em mới hiểu là vì sao mà sắt nó bám vào thanh đồng rồi đấy. Nó sẽ đồng bám thanh sắt rồi đấy. Rồi. Bây giờ thầy sẽ nói rõ hơn là vì sao mà cái khối lượng nó lại tăng. Khối lượng nó lại từ 11,2 mà lên 12. Đây, thầy bỏ cái phương trình đi nhá. Nào, ta có là khối lượng của thanh sắt sau phản ứng. Đấy. Thế bằng khối lượng của thanh sắt ban đầu cộng với cái gì? Cộng với m vào trừ m ra. Cái này các em có quen thuộc rồi đúng không? Cái sau thì bằng cái ban đầu cộng cái ra vào trừ cái ra. Đấy.
giống 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 như là m của những người sau phản ứng này thì bằng m thôi, chúng ta đầu cộng với m vào trừ m ra, thấy quen thuộc rồi đúng không? Đã, tiền sau phản ứng thì tiền sau khi các em có được này bằng tiền ban đầu cộng với tiền các em thu về trừ tiền bỏ ra. Đấy, giống như tiền tính tiền thôi mà. Bây giờ các em mới suy ra thầy là thanh sắt ban đầu với thanh sắt sau thì em chuyển vế thầy thôi, m sau trừ đi m đầu, chuyển vế đổi dấu thì bằng cái gì nhỉ? M vào bây giờ chính là cái gì? Cái gì bám vào? CU tức là MCU. Thế M ra, cái gì tan ra? Sắt tan ra. Fe cộng với CU CL2 thành Fe CL CL2 cộng CU mà. Fe CL2 nó tan ra. Vậy cái ra chính là M của Fe. Phản ứng. Đấy. Bây giờ chúng ta đặt cho thầy số mol của CU là x. Vậy khối lượng của CU sẽ là gì? 64 x. Số mol của sắt sẽ là gì? Sẽ là x, bởi vì là Fe cộng CU CL2 là tỷ lệ 1:1 mà. Vậy thì số mol của sắt cũng là x, vậy ta có phương khối lượng sắt sẽ là gì đây? 56 x. Trừ đi sẽ bằng gì? 8 x. Đấy. Vậy thì 8x này chính là khối lượng gì đây? 12 trừ đi. Đấy, chính là cái phần nó tăng lên đấy. Rồi. Đấy thầy ví dụ thế. Thầy ví dụ là CU thế. Chứ thầy đã giải đâu. Đấy, có chính xác đâu. Thầy ví dụ là như thế. Đấy, ví dụ là CU, có thể là khác. Đấy. Thế các em đã hiểu về sao tăng lên chưa? Vậy vì sao tăng lên? Bởi vì là cái khối lượng bám vào lại lớn hơn khối lượng tan ra. Nếu như ta nhúng vào dung dịch, nhúng sắt vào dung dịch đồng thì chắc chắn là khối lượng nó sẽ tăng lên, bởi vì là đồng nặng hơn gì nhỉ? Đồng nặng hơn sắt. Đồng nặng hơn sắt thì đồng bám vào nhiều, nó nặng. Thế còn cái phần tan ra nhẹ hơn thì nó sẽ gì? Nó sẽ tăng. Nếu mà thầy nhúng vào dung dịch Ag NO3 thì thế nào, có tăng không? Cũng tăng, bởi vì Ag là 108 mà lớn nó to hơn thì nó cũng vẫn tăng. Các hiểu chưa? Đấy. Thế Dương có hiểu về sao nó tăng chưa? Tăng là chẳng qua là cái phần bám vào là nhiều hơn phần tan ra, mà bám vào là kim loại có mà lớn to hơn thì nó phải nặng hơn. Thế còn phần tan ra là sắt mà lớn nhỏ hơn thì nó phải nhẹ hơn, tức là phần vào nhiều hơn phần ra, được chưa? Rồi, thế còn những cái phần sau thì có gì khó đâu. Đấy, hiểu được chỗ này rồi, ok rồi, bây giờ thầy giải nha. Bây giờ thầy mới giải cụ thể này, nếu lấy là thầy lấy ví dụ vì sao nó tăng thôi. Vậy thì các em dự đoán là cái A này so với sắt thì mà lớn nó to hơn hay là nhỏ hơn cái sắt này? Phải to hơn thì nó mới tăng đúng không? Đấy. Bài giải. Đầu tiên là các em viết phương trình như thầy. A cộng với CL2 thì tạo thành gì? CL2, bởi vì là hóa trị 2 mà. Thế sau đó thì chúng ta viết phương trình A CL2 cộng với Fe thì tạo thành A cộng với gì nữa? Fe CL2. Đấy. Tiếp tục, thầy gọi số mol của A là x, đây sẽ là x, đây là x, thì của sắt cũng sẽ là x, thì đây sẽ là x, đây là x. Vậy thì khối lượng tăng thêm sẽ chính là bằng đây, 12 trừ đi 1,2, 12 trừ 11,2 sẽ chính là bằng khối lượng bám vào trừ đi khối lượng tan ra. Khối lượng bám vào chính là của A đúng không? Vậy chính là bằng A nhân với x trừ đi khối lượng tan ra là gì đấy? 56x, đúng rồi. Suy ra
Các em bấm đi, 12 trừ đi 11,2 ra bao nhiêu? 0,8 bằng A nhân với mở A trừ 56 nhân với X. Tiếp tục này, X thì sẽ bằng cái gì đây? Bằng 12,8 chia cho A đúng không? Đây là X này. X chính là mol của nó. Lấy khối lượng chia cho mở lớn thì ra mol. Đấy, suy ra là 0,8 sẽ bằng A trừ đi 56 nhân với 12,8 trên A. Xong rồi các em bấm shift côn đấy. Từ đó sẽ A lớn. Sáu tư đấy. Thế các em đã hiểu về sao thầy lấy ví dụ đồng chưa? Đấy, đấy là lý do vì sao mà nó tăng, mà vì sao thầy lấy ví dụ là đồng. Bây giờ các em tính cho thầy nồng độ của cái chân muối, cái muối B thì quá dễ đúng không? Tìm X đi. Đây là Cu. Đấy, vậy X sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 12,8 chia cho 64 bằng bao nhiêu? Mình làm tròn. Được, được phép em ạ. Được phép làm tròn. Cái gì? Em tìm ra A bao nhiêu? À, 59,3 thì không làm tròn thế được. 59,73. Thế thì phải tính lại. Tính lại. Các em kiểm tra lại thầy xem nào. Không được phép làm tròn nhiều thế. Thầy tưởng là 63 phải bao nhiêu chứ. Rồi, thầy xem nha. Cái máy này nó chậm quá. Mười hai phẩy tám trên A. Ờ, 59,73. Rồi. Đúng rồi, cái máy này bây giờ nó mới ra. Máy này hơi chậm. 59,73. 59,3 thì không phải là CU được. Này này đi Ken thì phải. Đấy. Tăng mà, tăng là sau trừ trước còn gì nữa. 12 trừ đi 12 trừ 11,2 đúng rồi đấy. Ok. À, còn cái này nữa cơ. Còn rượu cái dung dịch này nữa.
Thầy xem nào. Nồng độ MeCl2 là 0,25 m. Ok, thì đây tính này xem nhá. Cái này không 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 hết. Đúng rồi, cái này nó không phản ứng hết các em ạ. Nó không thể bằng này được. Đúng rồi. Cái này không 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 thể để tay x được. Đấy. Vì là nó không phản ứng hết. Rồi. Không phản ứng hết. Đúng rồi, thầy giải lại. X là số mol của A ban đầu nhưng mà cái AClO2 nó không hết các em ạ. Cái này nó không phản ứng hết. Chính vì vậy mà số mol của cái A ở đây đấy không bằng x ở đây. Phải tính theo cái này. Tính này số mol của FeCl2 bằng bao nhiêu? 400 ml đổi ra lít là 0,4 nhân với 0,25 thì ra bao nhiêu? 0,1 đúng không? Đây 0,1 thì đây 0,1 này. Đây 0,1, đây 0,1. Rồi, thì thay lại là nhân 0,1 thôi. 0,1 A nhân 56 thì 0,1 đúng rồi. Đây là 0,1. Bây giờ tính lại thì cái A sang bao nhiêu? Đấy, bây giờ A bằng 64. Đấy là CU. Các em đã hiểu vì sao mà lấy ra giải không ra chưa? Bởi vì là số mol của cái A ban đầu nó là bao nhiêu? Số mol của A ban đầu các em tính xem là bao nhiêu? Lấy 12,8 nhân 64 là bao nhiêu? 12,8 nhân 64 là bao nhiêu mol? Số mol này là 0,2 mol cơ. Đấy. Nó có 0,2 mol nhưng mà nó chỉ phản ứng hết bao nhiêu mol thôi? 0,1 mol thôi. Thế mà mình lại cho đem cả x ở đây xuống. Đấy, chính vậy mà nó bị nhầm. Đấy. Nó phản ứng không hết các em ạ. Phản ứng không hết. Cái chỗ này nó nói là nếu phản ứng hoàn toàn cơ. Phản ứng hoàn toàn sau phản ứng thì thu được khối lượng thanh sắt là 12 gram. Nó không cho dữ kiện này. Nó không cho dữ kiện này thì kem mới đặt đây x xuống đây vẫn là x. Thì mới giải được. Em hiểu không? Thế nhưng mà nó lại cho cái thằng sắt này mà không nói là phản ứng hoàn toàn. Không nói gì cả. Thì mình phải tính nhau cái sắt này. Đúng rồi. Nào, thế bây giờ các em tính cho thầy cái nồng độ của chất B ở trong C. Chất B chính là cái gì? CuCl2. Đấy. Số mol của Cu bây giờ là bằng 0,2. Vậy suy ra số mol của CuCl2 cũng bằng gì? Bằng 0,2, từ đó suy ra là CM của CuCl2 ở trong C là bằng 0,2 chia cho thể tích là 0,4. Bấm ra là bằng 0,5 m. Đấy, hết. Tính cái chất C này, cái dung dịch C này là thì dễ. Đấy. Đây thầy ví dụ nhá, đây là thầy ví dụ thôi chứ còn đây chưa phải là giải đâu, giải thích vì sao nó tăng, giải thích đấy, khối lượng của thanh sắt tăng. Đây cũng là một trong các cái dạng thi đại học đấy, gọi là phương pháp tăng giảm khối lượng trong dung dịch. Ok, còn ai hỏi gì nữa không? Lúc đầu thầy tưởng là niken, không phải niken, nó là 58 cơ. 59,73 thì không thể, không phải là niken. Niken là 58. Nào, bây giờ các em chuyển sang bài tập. Cái gì em? Niken nó chỉ 2. Đấy.
Bây giờ các em chuyển sang bài tập ở trang 88, 89. Các em hiểu bài số 9 này chưa? Bài 88. Bài số 1 trong 88. Giải thích vì sao kim loại đều có tính chất vật lý chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Ai xung phong câu này nào? Câu này là nhà ai làm rồi nào? Đến cái phần này chắc là chưa ai làm hả? Rồi thế bây giờ ai làm, ai giải thích cho thầy vì sao các cái kim loại đều có tính chất vật lý chung, nó là dẫn nhiệt, dẫn điện, dẻo và có ánh kim. Mời Dương. Đấy là nó giải thích tính dẻo, đúng rồi. Thế nhưng mà tính chung cơ, tính chất chung thì tất cả là xuất phát từ nguyên nhân, nó là có e là tự do, có e tự do nên nó dẫn điện, có e tự do nên nó dẫn nhiệt tốt, có e tự do nên nó dẻo và có e tự do nên nó có ánh kim. Đúng chưa? Chỉ cần có một câu đơn giản, nó là có e tự do hết. Đấy, do có e tự do. Cái chỗ này thầy giải thích ngay từ trong bài lý thuyết rồi đúng không? Câu 2. Bài 2 sang 88. Tính chất học cơ bản của kim loại là gì? Và vì sao kim loại có tính chất đó? Nào ai xung phong nào? Tính chất học cơ bản của kim loại là gì? Và vì sao kim loại lại có tính chất đó? Hôm trước thầy dạy cái này rồi đúng không? Ai xung phong? Rồi Dương nè. Tính cơ bản nó là tính khử đúng không? Tính khử quy trình tổng quát là M. Đấy. Giải thích vì sao này, để có tính khử. Thế vì sao lại tăng? Vì sao lại cho em? Có ai có ý kiến khác không? Không phải là cứ có e tự do mà cho đi đâu. Thì các em biết là carbon than ấy, nó cũng có e tự do, thế nhưng mà nó có cho e đâu. Không phải cứ có e tự do mà nó cho đâu. Nguyên nhân vì sao? Các em phải phải căn cứ vào cấu tạo của nguyên tử. Mày Thu nào. Vì sao lực liên kết giữa e tự do với hạt nhân tự yếu? Đúng rồi. Bán kính nguyên tử cái loại lớn hơn của vi kim, chính xác. Sau đó làm sao? Bán kính nó lớn nên lực hút giữa hạt nhân và e nó sẽ nhỏ. Đúng rồi, lực hút nó nhỏ thì nó dễ bị mất. Dễ mất e thì
là tức là cho e tức là gì? Ở tính khở. Đấy, thế nhưng nguyên nhân cơ bản là như này này. Nguyên nhân chính xác đấy, nó là kim loại chỉ có 1, 2 hoặc 3 e ở lớp vỏ. Đấy, ở lớp vỏ ngoài cùng, đúng rồi, ở lớp ngoài cùng. Nó chỉ có 1, 2 hoặc 3 thôi. Thế còn phi kim thì nó có 5, 6, 7. Đấy, chỉ có 1, 2 hoặc 3 nó ngoài cùng. Vì vậy mà dễ cho hay là dễ nhường 1, 2 hoặc 3 này để đạt được cái gì nhỉ? Đúng rồi, đạt cấu hình bền vững, chính xác. Để đạt được cấu hình bền vững. Cấu hình bền vững. Bền vững của cái gì? Của khí hiếm, đúng rồi, chính xác đấy, của khí hiếm. Thầy hôm trước thầy cho các em viết rất nhiều cấu hình rồi, thì ví dụ nhá, Na là 11 thì cấu hình là neon gì đấy, 3s1 thì nó sẽ già mất một e này đi để được cấu hình bên trong là gì đấy, có bền là của gì nhỉ, của neon là khí hiếm. Hoặc là kali, kali là 19, cấu hình là gì?